Bánh mì giá 135.000 đồng hút khách Nhật. Bánh mì là món ăn Việt Nam xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Tại Tokyo, xe bánh mì của vợ chồng anh Phước, chị Giang đã trở thành địa chỉ thu hút nhiều thực khách Nhật Bản. Vợ chồng anh Phước, chị Giang qua Nhật Bản với tư cách là du học sinh. Từ khi tốt nghiệp trường nghề, anh Phước đã có ý tưởng bán đồ ăn Việt trên xe lưu động. Đến tháng 4 năm 2018, anh Phước quyết định nghỉ việc để thực hiện mong muốn của mình, thay vì những món ăn có phần phổ biến ở Nhật Bản như phở và nem rán gặp vợ chồng anh quyết định chọn bánh mì. Khi đó tổng vốn của vợ chồng chị Giang là hơn 100 man khoảng 215 triệu đồng. Với số vốn này họ không thể mở nhà hàng do chi phí thuê địa điểm đắt đỏ trung bình khoảng 600 đến 1.000 man khoảng 1,2 đến 2,1 tỷ mỗi năm. Họ quyết định tìm hiểu quy định về việc bán hàng trên xe lưu động quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với xe bán lưu động và việc chế biến đồ ăn trên xe sẽ ngặt nghèo hơn nhà hàng, do đó chọn bánh mì cũng là lựa chọn thích hợp hơn so với nem hay phở. Cặp đôi tự tìm hiểu trên Internet để chọn mua xe thiết kế và lắp đặt thiết bị, sau đó đăng ký giấy phép kinh doanh, địa điểm bán hàng. Những ngày đầu bán bánh mì trên xe lưu động là kỷ niệm khó quên với cặp vợ chồng Việt khi mới khởi nghiệp mình đăng ký bán hàng tại lễ hội Hoa Anh Đáo. Hai vợ chồng kỳ vọng sẽ chạy hàng nhưng sự thật là cú sốc hàng ế dài, bởi người Nhật Bản có thói quen tự chuẩn bị sẵn đồ ăn và mang tới công viên vừa ngắm hoa vừa thưởng thức bên người thân, bạn bè. Sau lần thất bại đó, vợ chồng chị Giang tìm hiểu kỹ hơn về thói quen của khách hàng để có phương án phục vụ hợp lý. Thời gian đầu vợ chồng chị Giang, anh Phước cũng gặp khó khăn trong việc quản lý vốn và xử lý hàng tồn, lượng khách chưa ổn định và tính toán thiếu hợp lý khiến họ dư thừa nhiều nguyên liệu mỗi ngày. Trải qua gần 6 năm phát triển, vợ chồng anh Phước hiện có 3 xe bánh mì lưu động cùng một quán ăn ở Tokyo, mỗi ngày Mỗi xe sẽ bán ở một địa điểm khác nhau thường là những ga tàu lớn, trung tâm thương mại các khu chung cư, dưới những văn phòng đông nhân viên. Khách muốn ăn có thể đến cửa hàng hoặc theo dõi địa điểm mà xe dừng bán theo ngày trên website. Ngày thường cặp vợ chồng Việt bán được khoảng 400 đến 500 suất bánh mì và cơm hộp còn cuối tuần thì khoảng 1.000 suất. Mỗi chiếc bánh có giá từ 600 đến 800 yên, khoảng từ 100.000 đến 135.000 đồng. Đa phần khách là người Nhật Bản, vợ chồng Anh Phước mở bán từ 9 giờ sáng 15 giờ chiều, chia sẻ những dự định sắp tới, vợ chồng anh Phước mong muốn phát triển hệ thống xe đến nhiều tỉnh thành giúp bánh mì được người Nhật Bản biết đến nhiều hơn nữa.